Vừa qua, teaser cho chương trình Season Christine của BTS đã lên sóng, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Các thành viên đã cùng nhau có những màn giao lưu tấu hề đầy vui nhộn, mang lại không khí rất sôi động. Trong chương trình, Jimin đã nói với Jin rằng BTS không thể sống thiếu nhau, có lẽ chúng tôi sẽ già đi cùng nhau luôn khi chơi game hiểu ý đồng đội. Tuy nhiên, V đã lập tức khiến các thành viên khác đứng hình vì phát ngôn của mình. Cụ thể, nam ca sĩ đột nhiên nói muốn kết hôn và người mà anh muốn cưới chính là tất cả các thành viên của BTS. V cho rằng không điều gì có thể gắn kết mối quan hệ dài lâu bằng một chiếc nhẫn cưới cả. Câu nói đùa của V đã khiến các thành viên khác cười ngặt nghẽo. Người hâm mộ sau khi xem qua cũng ủng hộ nhiệt tình ý tưởng này của V, bởi hơn ai hết, ARMY chính là những người luôn muốn BTS sẽ gắn kết với nhau mãi mãi. Sau khi các thành viên lần lượt hoàn thành việc nhập ngũ, BTS dự kiến sẽ trở lại hoạt động vào năm 2025. Trước mắt, các thành viên vẫn chăm chỉ cho các hoạt động cá nhân của mình. Gần đây, trong bài đăng của tạp chí New Yorker, cho biết rằng nhóm nhạc BTS đã bán được hơn 40 triệu bản album chỉ tính riêng tại thị trường nội địa. Theo ước tính, nhóm nhạc toàn cầu nhà HYBE đã góp phần đóng góp khoảng 5 tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế Hàn Quốc. Đây thực sự là một con số không hề nhỏ mà một nhóm nhạc có thể làm được chỉ bằng việc bán album âm nhạc. Có thể thấy những gì mà BTS mang lại cho Hàn Quốc không chỉ về âm nhạc khi mang K-pop lan tỏa trên đấu trường quốc tế mà còn mang về kinh tế khổng lồ và uy tín cho quốc gia. Mặc dù BTS đã ngừng phát hành album ra thị trường từ năm 2022 để thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên mức độ tiêu thụ album của nhóm hàng năm vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể như BTS đã bán được hơn 500.000 bản album tại Mỹ trong năm nay. Có thể thấy, đi kèm với thành tích khủng, BTS dính không ít thị phi, gần nhất nhóm bị phốt đạo nhái Big Bang. Mới đây, nhóm nhạc toàn cầu lại bị đào bằng chứng đạo nhạc Big Bang từ gần 10 năm trước. Cụ thể, Interlude trong album You Never Walk Alone phát hành năm 2016 của BTS có tuyến giai điệu, hòa âm và cách đặt để nhạc cụ giống với ca khúc Feeling trong album Special Edition Still Alive, Big Bang ra mắt năm 2012. Nhiều người đã đào lại hai bản nhạc, tiến hành đối chiếu và cáo buộc BTS đạo nhạc Big Bang. Trên X và các diễn đàn K-pop, cư dân mạng Hàn cho rằng đúng là có sự tương đồng. Rất có khả năng đội ngũ làm nhạc của BTS đã tham khảo nhạc Big Bang. Cáo buộc này vấp phải sự phản đối của các ARMY. Fan BTS cho rằng giai điệu trùng nhau đã không còn xa lạ trong ngành âm nhạc. Để cáo buộc đạo nhạc, cần có nhiều bằng chứng xác thực hơn, không thể dựa vào cảm giác của người nghe. Song cư dân mạng vẫn cảm thấy luận điểm này không thuyết phục. Đây không phải lần đầu BTS vướng nghi vấn đạo nhái. Trong bối cảnh HYBE, tập đoàn phát triển từ Big Hit, công ty tạo nên nhóm nhạc toàn cầu đang bị khắp nơi chỉ trích về loạt phốt đạo nhái, cạnh tranh không lành mạnh, thì việc BTS lộ bằng chứng đạo nhạc càng bị mỉa mai. Phản ứng Kness, bài hát của BTS bị nói là giống với Big Bang, đúng là y chang, Big chả khác miếng nào cả. Big y hệt, thế mà suốt thời gian qua không thấy ai nói gì. Khó chịu ở chỗ là đã đạo nhái mà vẫn không hay hơn được bản gốc. Bảo sao hồi đó nghe bài này thì lại cảm giác quen, giống thật chắc đạo rồi. Và Big Bang chắc đều biết trên YouTube còn gắn thẻ tên cùng Big Bang, nên lúc search Big Bang sẽ hiện ra nhóm này. Lịch sử đạo nhái lâu dài, nhóm này thành công nên được tẩy trắng tin tưởng, nhưng những gì đã làm trong quá khứ sẽ luôn quay lại.